Chuyện quá cảm xúc. Tường Hòa, Quan Hỷ, hai người cực quá à. Không sao, có thứ gì cần dọn dẹp nữa không? Thôi khỏi đi, phần còn lại cha chị nói là cha chị sẽ tự đem về. Tiểu Vân à, chị chúng tôi về chùa trước nha. Cảm ơn chị Tiểu Vân nha. Khoan đã, hai người đừng vội về trước, đợi tôi một chút nha. Tường Hòa, Quan Hỷ, tôi có làm một vật nhỏ muốn tặng cho hai người nè. Tặng cho chúng tôi hả? Cái này là do tôi tự xỏ đó. Những hạt chuỗi nhỏ này là do cha mài giúp cho tôi. Cảm ơn. Cái này có thể nói là quý trọng lắm đó. Cái này là do tôi cố ý làm mà, cũng coi như là món quà kỷ niệm. Hai người hãy nhận đi. Tiểu Vân à, hay là như vậy đi, để chúng tôi về hỏi sư phụ trước con người có cho nhận không đã. Cũng được. Vậy hai người phải cố gắng bảo trọng nha. Chúng tôi biết rồi, tạm biệt nha. Đôi tay của chị Tiểu Vân thật là khéo quá ha. Chúng ta phải nên cảm ơn cô ấy. Chị chắc chắn là cô ấy tốn rất nhiều thời gian và tâm tư để làm mấy sâu chủ niệm Phật này đó. Sư huynh à, đệ có được không? Đệ sao vậy? Tay của đệ dơ quá à. Tay của huynh cũng dơ làm nữa. Sao đó. Bây giờ chủ dơ hết rồi, huynh coi nè. Vậy hay là chúng ta bỏ nó vào trong cái túi của đệ đi, đệ thấy sao? Được được, bỏ vào túi đệ là tốt rồi. Thưa sư phụ. Thưa sư phụ. Có chuyện gì? Thưa sư phụ, hôm nay Tiểu Vân tặng cho chúng con mỗi người một vật giống nhau, nhưng chúng con không biết là mình có được phép nhận hay không. Sư huynh à, sao mất tiêu rồi? Mất tiêu rồi hả? Sao vậy? Mất rồi à? Thưa sư phụ, chắc là bị rớt dọc đường rồi. Quan Hỷ à, chúng ta đi tìm thôi. Mau lên. Tiểu Vân, sao cô lại ở đây? Cái túi này Quan Hỷ đã bỏ quên ở nhà của tôi. Cảm ơn chị. Tôi biết là tôi làm vậy là quá sai, nhưng mà hai người cũng không cần quăng nó bên đường vậy chứ. Không phải như vậy đâu, chị Tiểu Vân à, chị hiểu lầm rồi. Tôi không muốn nghe nữa, không muốn nghe đâu. Hãy nghe tôi giải thích đi mà. Tiểu Vân à, hôm nay Tường Hòa và Quan Hỷ đến chơi, tại sao con không chịu mở cửa? Chúng con giống là bạn tốt của nhau, nhưng mà bây giờ thì hết rồi cha. Hả? Có chuyện gì xảy ra vậy con? Được rồi cha, thôi bỏ đi, con không muốn nhắc tới nữa. Cha, cha cười cái gì vậy? Thức ăn này ngọt quá phải không? Cha, cha nói đúng, dường như con có chút gì giận ở trong lòng. Chị Tiểu Vân ơi. Tiểu Vân. Sư phụ biểu chúng tôi đi giải thích cho chị rõ. Chị Tiểu Vân ơi. Chú Lý ơi. Làm ơn mở cửa đi mà. Có gì hai người nói đi. Chị Tiểu Vân, chúng tôi không có cố ý đâu, đó là do cái túi của Quan Hỷ bị rách, cho nên nó bị rớt ra đó mà. Đúng đó, chị Tiểu Vân, chị nhìn nè, cái lỗ lủng to lắm. Được rồi, thực ra tại tôi quá coi trọng tình cảm, không nghe hai người giải thích nên không để ý đến hai người. Chị Tiểu Vân, chị nghĩ như vậy thiệt hả? Để chuộc lỗi với hai người, tôi mời hai người ăn cơm tối có được không? Được chứ. Ngọt quá vậy. Nếu hai người có lòng thành nhận lời xin lỗi thì nên ăn hết đi nha.